Mẹ ruột được cắt cử trong xe và hình ảnh ít ai thấy trong căn nhà của ông bố nuôi hai con teo não. Sau khi chương trình Hát Bài Ước Mơ được phát sóng, anh Đặng Hữu Nghị nghiễm nhiên trở thành người nổi tiếng. Nhiều người thương cho hoàn cảnh của anh nên tìm đến nhà để giúp đỡ. Căn hẻm ở huyện Bình Chánh mấy ngày nay đông người ra vào, xe cộ tấp nập đến nỗi anh Nghị phải cắt cử mẹ ruột từ Huế vào, được mấy ngày ra trong xe. Ai vào nhà cũng được anh tiếp đón với thái độ niềm nở, thậm chí anh còn mua sẵn mấy thùng nước để tiếp khách. Người cho bánh, người cho sữa, người cho gạo, người cho tiền, có người còn mang đến cho hai đứa nhỏ ít đồ chơi mới. Có người bay từ Đà Nẵng vào chỉ để thăm cha con anh, cũng có người vừa từ Mỹ về đã vội vàng đến giúp. Họ đứng, họ ngồi, họ kéo tay bọn trẻ để chụp hình, tranh thủ livestream lên trang cá nhân cho nhiều người cùng xem. Rồi họ còn so sánh số người xem livestream với nhau và cười nói như đi hội. Chán chán, họ lại bắt anh hát một đoạn, một bài để biểu diễn ngay tại căn nhà bừa bộn. Mẹ ruột anh Nghị vừa từ Huế vào thăm cháu mấy ngày nay, được anh cắt cử trong xe. Khi phóng viên ngỏ ý muốn phỏng vấn vài câu, bà từ chối. Có chi hỏi hắn? Mê nói sợ hắn la. Nhà anh Nghị tấp nập người ra vào, họ đến thăm rồi nán lại ở chơi với anh. Ai cũng muốn lưu lại tấm hình kỷ niệm. Thỉnh thoảng bị hỏi về chuyện cũ, gương mặt anh Nghị lại rơm rớm. Những đứa trẻ cũng học tiếp khách cùng cha, dù đôi khi chúng khá cáu kỉnh. Dù đang bận, chỉ cần được yêu cầu chụp ảnh hay nói vài lời qua livestream, anh làm ngay. Những lúc như thế này, anh Nghị nói lời cảm ơn mọi người và tranh thủ nhắc lại địa chỉ nhà. Anh Nghị nói, mấy ngày nay anh mệt, khách đến nhiều đến mức cơm không còn kịp ăn, điện thoại đổ chuông liên tục không nghe được, phải nhờ hàng xóm sang nghe giúp. Hai đứa trẻ bình thường lủi thủi mỗi đứa một góc để chơi. Nay có nhiều người đến thăm thì hoạt động liên tục, chúng đi lại sờ nắng cái nọ cái kia, thỉnh thoảng cũng cấu nhặn xị vì bị ép chụp ảnh, ép ôm. Chỉ có cha của chúng anh Nghị thì lúc nào cũng cười, mệt mấy thì mệt. Thấy người tới là anh lại vùng vã, bận mấy thì bận, thấy có máy quay đưa lên là anh lại có một vài câu để phục vụ những người đang xem trực tiếp. Rồi lo lắng mọi người không tìm được đúng địa chỉ để tới, anh thường xuyên nhắc lại địa chỉ, rồi nhờ báo chí đăng lại cho đúng. Không cần đăng số điện thoại cũng được, nhưng đăng đúng dùm cho địa chỉ. Một vài người đến thăm còn nhờ anh nói chuyện qua điện thoại với những người ở nhà. Mệt đến mấy, anh Hữu Nghị vẫn cười nói vui vẻ. Nhiều người đến ở lại chơi, nhiều người chỉ đưa tiền rồi đi ngay, thậm chí có người còn không vào nhà, không nói gì, chỉ đưa tiền rồi đi thẳng. Giọt nước mắt của người cha nuôi hai con teo não, mỗi khi nhắc lại những chuyện đã qua, anh nói ngày xưa anh khóc một mình, giờ anh được nhiều người quan tâm nên mừng lắm. Mấy bữa nay báo chí đăng nhiều, vợ anh gọi điện trách những gì anh nói trên báo chí làm chị chẳng dám ra khỏi nhà. Chị còn dọa sẽ kiện nếu anh cứ tiếp tục chia sẻ, nhưng anh chẳng ngại. Anh nói một ngày gần đây nhất sẽ gặp vợ để ba mặt một lời, làm rõ tất cả. Từ ngày nổi tiếng anh Nghị không đi hát, cũng chẳng mấy khi ra khỏi nhà, tiếp khách nhiều nên anh bị đau họng. Hai đứa trẻ con cùng cha tiếp khách đến quên ăn. Lan Ngọc bị khủng bố Facebook vì tin đồn tranh vai với Phương Trinh. Hàng loạt anti-fan sử dụng nick ảo để bày tỏ phản đối, tẩy chay Lan Ngọc sau khi tin đồn tranh vai nữ chính rộ lên. Thông tin Angela Phương Trinh rút khỏi dự án phim Mối Tình Đầu Của Tôi, phiên bản Việt hóa của SeaWorld Freddy, sau 3 tháng đồng hành quảng bá bộ phim khiến nhiều người bất ngờ. Cùng lúc này, nhà sản xuất cũng công bố dàn diễn viên của bộ phim, trong đó Ninh Dương Lan Ngọc đảm nhận vai chính. Điều này khiến tin đồn nàng cám tranh vai của bà mẹ nhí rộ lên. Dù không có bằng chứng, nhiều người vẫn khẳng định chắc chắn việc Lan Ngọc không tham gia casting phim, chen ngang vào vị trí vốn dành cho Phương Trinh. Trên Facebook của nữ diễn viên tấm cám, nhiều nick ảo của anti-fan để lại những lời bình luận khiếm nhã, tuyên bố sẽ tẩy chay Lan Ngọc cũng như mối tình đầu của tôi sau vụ việc này. Trước tin đồn có vấn đề trong khâu tuyển chọn diễn viên, nhà sản xuất lên tiếng khẳng định hoàn toàn không có chuyện giật vai. Ngay từ đầu, Angela Phương Trinh đã được hai đạo diễn Trần Bảo Nhân và Nam Sito hướng đến vai nữ thứ, cô bạn thân xinh đẹp sang chảnh của nữ chính. Việc Angela Phương Trinh bất ngờ rút lui không phải vì Lan Ngọc chen ngang, mà vì một số điều không thỏa thuận được với ekip phim. Nhà sản xuất cũng cho biết Lan Ngọc có tham gia tuyển chọn nam chính, chứ không phải hoàn toàn vắng mặt ở các khâu PR phim như tin đồn. Đạo diễn Bảo Nhân tung bằng chứng tin nhắn cho thấy, từ hôm 23 tháng 3, trước khi họp báo công bố dự án phim một tuần, Lan Ngọc đã được chốt vai nữ chính. Trong buổi họp báo chỉ xuất hiện Phương Trinh là vì nhà sản xuất muốn giữ bí mật của bộ phim đến phút chót.
Các em nhỏ ơi, các em nên lịch sự nhé. Các em chưa biết gì đừng nên hỗn hào. Các em xem ngày 30 tháng 3 công bố dự án, thì trước đó và chính thức đến ngày 23 tháng 3, diễn viên Lan Ngọc đã làm việc cùng ekip với vai An Chi là vai Hy Jin đấy. Cho nên không có chuyện như các em đang PR dùm kẻ xấu đâu em nhé. Anh nghĩ khi các em nhỏ đọc và hiểu được thông tin bên dưới thì các bạn tự hiểu mình đã đúng hay sai. Hiện tại Lan Ngọc vẫn giữ im lặng và chưa muốn lên tiếng về tin đồn này. Nhan sắc nhiều thay đổi của hot girl bánh tráng trộn sau 4 năm nổi tiếng. Sau khi bất ngờ xuất hiện trên một trang báo Hàn, nhiều người mới quay sang tò mò, không biết cuộc sống hiện tại của hot girl bánh tráng trộn Lưu Hoài Bảo Chi hiện giờ ra sao. Chắc hẳn các bạn vẫn chưa quên hot girl bánh tráng trộn Lưu Hoài Bảo Chi đến từ Đà Lạt đúng không? Vào khoảng cuối tháng 11/2013, cô nàng này bỗng nổi lên như một hiện tượng và khiến cả mạng xã hội dậy sóng vì những hình ảnh xinh đẹp của mình lúc bán bánh tráng trộn. Vào thời điểm ấy, cô nàng sinh năm 1991 này, lấy chồng và có một con nhỏ. Sở hữu một gương mặt khả ái lại chợt nổi tiếng sau một đêm, nhiều người cho rằng Bảo Chi sẽ lấn sân sang showbiz hay ít nhất là cũng mở rộng kinh doanh. Nhưng không, hot girl Đà Lạt này vẫn rụt rè và kín tiếng như trước. Cô nàng chỉ tập trung vào tiệm bánh tráng nhỏ và công việc chăm sóc gia đình, thậm chí còn không hề sử dụng smartphone hay Facebook. Bẵng đi một thời gian, mới đây hot girl bánh tráng trộn lại khiến cư dân mạng chú ý khi bất ngờ tái xuất trên một trang báo của Hàn Quốc. Tới lúc này nhiều người mới tỏ ra tò mò, không biết cô nàng hiện giờ ra sao. Hot girl bánh tráng trộn hiện tại nhìn thay đổi khá nhiều so với ngày xưa. Không còn mặt bầu bĩnh, mặt của cô nàng có vẻ dài ra trông thấy. Vẻ ngoài nhiều thay đổi khiến nhiều người không thể nhận ra cô nàng. Công việc buôn bán của cô nàng hot girl Đà Lạt cũng diễn ra hết sức bình thường. Nhiều du khách ghé qua Đà Lạt vẫn tìm đến ủng hộ và xin chụp ảnh cùng bà chủ xinh đẹp. Tái xuất sau khi bị kêu gọi tẩy chay, hương giang idol toát mồ hôi vì mọi người đối xử thế này. Dù đã được nghệ sĩ Trung Dân chấp nhận lời xin lỗi, liệu công chúng có tha thứ cho hương giang idol? Mới đây, hương giang đã vướng phải một scandal kinh khủng nhất từ lúc bước chân vào làng giải trí. Cụ thể, trong một game show, cô đã có những lời lẽ không đúng mực với bậc tiền bối là nghệ sĩ Trung Dân. Không chỉ nghệ sĩ Trung Dân, hàng loạt sau việc khán giả cũng lên tiếng chỉ trích hương giang idol vì cách ứng xử thiếu văn hóa của cô nàng chuyển giới. Sau đó, người đẹp Hà Nội còn sốc hơn nữa khi bị làn sóng kỳ thị giới tính kêu gọi tẩy chay ập xuống đầu. Hương giang idol đã mất tinh thần thật sự. Trong những ngày đó, cô đóng hoàn toàn các tài khoản mạng xã hội, bạn bè cũng không thể liên lạc được. Tuy nhiên, nghệ sĩ Trung Dân sau đó đã chia sẻ một đoạn clip chấp nhận lời xin lỗi của hậu bối. Cùng với đó thì những chỉ trích cô gái trẻ tuổi này cũng đã phần nào lắng xuống. Tối qua, phóng viên của báo đã ghi được hình ảnh đầu tiên của nữ ca sĩ chuyển giới này tái xuất sau ồn ào. Hương Giang đi biểu diễn ở một quán bar, dù được trang điểm kỹ nhưng thần thái vẫn chưa vui tươi như trước. Người đẹp mặc bộ zoom suit kẻ, phần ngực xẻ đến rốn khoe vòng một ngồm ngộm hút mắt, dù bị kêu gọi tẩy chay. Nhưng có thể thấy, hương giang idol vừa xuất hiện thì đã có rất nhiều ống kính vây quanh. Hơn nữa, lúc cô biểu diễn vẫn được khán giả cổ vũ rất nhiệt tình. Sau lần này, chắc chắn Hương Giang đã rút được bài học kinh nghiệm sâu sắc trong cuộc sống, cẩn thận hơn trong mọi phát ngôn. Được mọi người vây kín nên Hương Giang cũng phấn khởi hơn. Bộ trang phục giúp Hương Giang khoe vòng một sexy, cô diện rất sung sức, thậm chí còn tháo cả giày để nhảy. Sau làn sóng tẩy chay, Hương Giang chắc cũng sốc vì mình vẫn được chào đón nhiệt tình đến vậy. Cô ăn mặc rất sexy và thu hút được sự chú ý của mọi người, khán giả thi nhau chụp ảnh của Hương Giang idol. Ngô Kiến Huy, Khổng Tú Quỳnh mặc hanbok quay MV tại Hàn Quốc. 4 ngày quay liên tiếp tại Seoul, hứa hẹn những thước phim lãng mạn của yêu không đường lui. Yêu nhau hơn 7 năm, nhưng Ngô Kiến Huy và Khổng Tú Quỳnh mới duy nhất một lần ra single song ca cùng nhau mang tên Yêu Em vào năm 2012. Sau 5 năm, Ngô Kiến Huy và Khổng Tú Quỳnh mới tiếp tục tái hợp trong single Yêu Không Đường Lui của nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy. Đây là một trong những cặp đôi đặc biệt của showbiz Việt. Khi không thể hiện tình cảm quá nhiều trên mạng xã hội hay tay nắm tay thường xuyên tại các sự kiện giải trí, dù họ hoàn toàn có thể làm thế để gây chú ý ồn ào.
Thế nhưng, chuyện tình của Ngô Kiến Huy Khổng Tú Quỳnh vẫn bền chặt suốt gần 8 năm qua. Cả hai luôn xác định không muốn bia nhiều về chuyện tình cảm, quan trọng họ muốn khán giả chú ý về công việc, các sản phẩm. Hơn, nhưng bất cứ khi nào khi có cơ hội ở bên, dù là đi đâu đi chăng nữa, cả hai đều dành cho nhau sự quan tâm tỉ mỉ và tinh tế. Bén duyên từ năm 2010 khi đóng chung bộ phim Thiên Sứ 99 và trong suốt hơn 7 năm bên nhau, khán giả chưa từng thấy họ xảy ra bất cứ xích mích hay thiếu chút ngọt ngào nào. Chính vì vậy, sự trở lại lần này của cặp đôi trong sản phẩm chung đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của khán giả. Đây cũng là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của Ngô Kiến Huy trong năm 2017 và chàng bắp hào hứng khoe năm nay anh sẽ đầu tư mạnh trở lại về âm nhạc sau những thành công đã quá rõ ràng trong lĩnh vực điện ảnh và dẫn chương trình. Dự kiến khoảng 5 MV ca nhạc sẽ ra mắt trong năm nay. Đặc biệt ca khúc Yêu Không Đường Lui kết hợp với Khổng Tú Quỳnh tuy mới ra mắt nhưng đã nhanh chóng nằm trong các bảng xếp hạng âm nhạc uy tín. Đáp lại tình cảm của khán giả, tuần trước Ngô Kiến Huy và Khổng Tú Quỳnh đã sang Hàn Quốc thực hiện MV Yêu Không Đường Lui. Bên cạnh những cảnh quay đáng yêu của cặp đôi nắm tay nhau đi khắp Seoul, MV này sẽ còn gây thích thú khi tiết lộ hình ảnh cả chàng bắp và nàng dâu diện hanbok đồ truyền thống Hàn Quốc khi quay hình tại làng cổ của Hanok. Ekip đi quay MV gồm 11 thành viên nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười bởi hai nhân vật chính liên tục đùa giỡn trêu chọc nhau và trêu chọc các thành viên trong đoàn. 4 ngày quay liên tiếp tại Seoul hứa hẹn những thước phim lãng mạn của Yêu Không Đường Lui. MV chính thức của Yêu Không Đường Lui dự kiến sẽ được ra mắt khán giả vào tuần sau.